Chào mừng tất cả các bạn đã tới với video reaction của chú Hoài Bảo. Và hôm nay tới đây thì có lần này Bảo quay video reaction thì có một khách mời, đó chính là Tèn Tèn Tèn. Đây là mẹ của Bảo đó các bạn. Hello các con, chúc các con một năm mới an khang và thịnh vượng. Happy New Year. Mẹ có lì xì tao. Có, mẹ lì xì tất cả những nụ hôn này tới cho các con. Và hôm nay á, bà làm cái video reaction này á, là để gọi là lần đầu cho mẹ xem MV của nhóm BTS. Đây là sẽ là cái chủ đề của video này. Và bây giờ mẹ Bảo cũng rất háo hức rồi để cho mẹ Bảo là xem MV của nhóm BTS. Nói chung là bữa giờ cũng cũng muốn hả là mẹ quay video reaction lắm nhưng mà mẹ bận quá à. Sao mẹ bận hoài vậy? Vì mẹ mắc buôn bán á, chưa có rảnh. Bữa nay rảnh ngồi chung với con để đón chào năm mới với các con Trời yêu của ơi, thương quá mẹ. à. Là hả, có rất là nhiều bạn chờ mẹ Bảo để quay video reaction đó. Thì hôm nay mới có dịp mẹ Bảo rảnh một chút thời gian để ngồi tại đây để quay video reaction với Bảo. Cho nên Bảo rất là vui. Rồi bây giờ mẹ với con sẽ cùng nhau xem MV của nhóm BTS nha. Vô nha mẹ. Đây là J-Hope nè mẹ. Đẹp trai quá. Này là Jin, này là Suga, này là Jimin nè mẹ. Nói chung là tất cả đều đẹp trai hết. Anh này tên là Jimin nha mẹ. Ôi lộn, anh này tên là Jin, lộn. Quá đẹp trai. Cái biệt hiệu Jimin. Đó, chuẩn bị vô Jimin nè mẹ. Wonder money, money.
He too was a tempter. He too was a link to the second. The evil world with which I no longer wanted to have anything to do. Khúc này tiếng Anh em cũng không hiểu gì. Đó, kêu của mẹ. Hay không? Hay mà đúng không? Sau khi mà mẹ đã xem MV của nhóm BTS xong rồi thì mẹ thấy thích ai nhất trong nhóm? Jimin. Jimin? Tiếng không? Thiệt. Really? Jimin nói là... chung là ai mẹ cũng thích hết trơn á. Jimin. Ai cũng đẹp trai. Jimin, Jimin. Jimin đẹp phải không mẹ? Ok. Áo xanh đúng không? Ok. Trời ơi. Rồi vậy là mẹ con thích cùng một người rồi. Rồi mẹ thấy cái bài này như thế nào? Bài này tao dạy hip hop hả con? Có một chút hip hop và có một chút R&B. Rồi mẹ thấy là bài nhạc này có hay không? Hay, tuyệt vời. Rồi mẹ thấy vũ đạo như thế nào? Rất hay, mà tất cả đều là đẹp trai, mẹ thích lắm. Rồi mẹ thấy MV có đẹp không? Đẹp. Rồi có một số bạn muốn hỏi, muốn đặt câu hỏi cho mẹ là mẹ cảm thấy như thế nào khi là một số người lớn bây giờ là không thích con cái của họ nghe nhạc K-pop với lại thần tượng K-pop á, kiểu bây giờ một số người vẫn còn bảo thủ là không có thích con mình là thần tượng là idol K-pop đó, mẹ thấy như thế nào? Cái đó tùy theo mỗi người chứ đâu phải ai cũng phải bắt buộc mình là phải thích thần tượng một người nào đó, đúng không con? Đúng nhưng rồi. Mẹ là mẹ cũng lớn tuổi nhưng mà mẹ thích những cái gì trẻ trung, những cái gì hiện đại hơn để cho mình cảm thấy mình tươi trẻ hơn. Vậy mẹ có một lời nào để nói cho những cái cô chú mà không thích con mình thần tượng idol K-pop không? Thì mẹ nói là rồi, vậy tỷ như tùy theo mỗi người, ai người ta cũng có ý tưởng khác nhau, đâu phải ai cũng có một cái sở thích giống nhau được. Nói chung là con mình thích cái gì thì mình ủng hộ cái đó. Cảm ơn mẹ rất là nhiều và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video reaction sau. Và bạn nào nếu mà muốn Bảo reaction MV nào của nhóm nào thì có thể comment bên dưới cho Bảo biết nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Và bạn nào chưa subscribe channel của Bảo thì nhanh nhanh subscribe đi và nhấn ngay cái chuông ở bên kế bên đó thì các bạn sẽ nhận được thông báo khi mỗi khi mà Bảo ra video mới nha. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye mọi người.